tới Bruno. Rất đẹp mắt. Cú đánh đầu của Bruno vượt qua tầm trí cản của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng với hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Copenhagen Bình Định. Và đương nhiên rồi, ở phía trên các cấp khán đài sân, cổ động viên đang hân hoan trong niềm vui sướng về bàn thắng của Bruno. Ngoài ra còn là cả huấn luyện viên Felisa Popov nữa, người ngày nay không thể trực tiếp đứng chỉ đạo các trò. Cú đánh đầu quá khó của Bruno.